Hello mọi người. À, ngày hôm nay mình đi ăn sinh nhật của cô ba. Đúng rồi, chị gái của mình. À, bây giờ mình đang chạy xe đi đến nhà hàng. Đây là thành viên ở đây, tên gì? Có tên chị? To lên. Con tên đầu tiên. Sophia Vincent, một đưa tay lên con thử phải Sophia Vincent không? Ok, con đây lái đây. Con tên chị? Con tên Mô Sò. Con tên Mô Sò à? Ok. Mô Sò hôm nay đi đâu đây? Nói đi birthday mẹ à? Sophia Vincent đi đâu đây? Hey, con đi đâu đây? Tôi phải happy set. Cậu đi đâu? Đi nhà hàng. Đi nhà hàng làm chi? Con mua sữa ăn, chấm nước để ăn thì. Nó to lên. Bây giờ bạn lên đường đi đến nhà hàng của bạn ơi. Các bạn để xem này, mình đến đi nhà. Nhà hàng nào nha? Cái định nói sao? Đứng cơ bóng mình đang cần kéo rửa. Kéo cho đẹp. Kéo cho nó đẹp. Đứng kéo rửa khổ rửa. Ừ. Đi ăn. Nó đi ăn chỗ nào? Đi ăn nhà hàng. Nó đi ăn chỗ nào? Nhà hàng nào ạ? Nhà hàng đâu ạ? Ông một là gia cáo à? Gia cáo à? Con không thích ở nhà cáo nữa à? Con không phải vì mê là con thích ở nhà cáo. Con bây giờ đang ở trong thang máy, để đi lên nhà hàng mọi người ơi. Alo. Đây là tầng 24 mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
như này nha. Rồi xoay được như này. Em mà nghe, em nghe thấy không? Mọi người thấy không? Nhà hàng này thực sự giá rất là đông. Họ lấy một tầng để bên trên này thôi. Rất đông này mọi người. Muốn vào nhà hàng lấy ăn à, đặt chỗ. Phải đặt chỗ đây mọi người. Sophia, muốn nhận cậu đi đâu đây? Hả? Sao muốn kia dẫn cậu đi đâu? Đi đi, đi. Nói đi. Ở nhà hàng này mọi người phải đặt chỗ trước mấy ngày mới có chỗ rồi mọi người. Rất là đông. Chưa vào đi vào đấy cẩn thận, đi từ từ thôi. Đây đi. Lên là nhà hàng quay đây mọi người. Mọi người thấy không? Nhà hàng này là nó nằm ngoài những cái bầy mà đi tròn những bầy luôn mọi người. Nếu như mình muốn vào đây ăn à, mình đi một vòng rồi mình sẽ tới nó chỗ điểm đó lại luôn. Ở đây là quê rượu mọi người. Nhà hàng này luôn luôn đông khách mọi người. Wow, bây giờ mình đã về tới đây rồi mọi người. Hãy xem này, nó đang xoay mọi người. Thế à, thì nó đang xoay không? À, xoay. Xoay tròn luôn mọi người. À mọi người. Đây anh nhà mình đang đợi người ta dọn chỗ để vào đây mọi người. Đây bây giờ cô gái này mời cho mình đến đây rồi mọi người, đến bàn thôi. Boat. Thank you. Bây giờ tụi mình vào bàn của đang vào mọi người. Nhà hôm nay nhà mình có được 2 bàn mọi người ơi. Đây, nhà đang xoay này mọi người. Xoay tròn luôn mọi người ơi. Thank you.